giữa trưa ra dễ cỏ nha mọi người, dễ cỏ trồng bông nha mọi người. Đây là chuẩn bị vô một cái luống đầu trồng bông tiếp tục nha mọi người. Còn nhà này không có đất thì hốt cỏ làm đất tiếp nha mọi người, phân tiếp đó. Chuẩn bị trồng rau tiếp nha. Cưa cây nè mọi người, cầm đứng đi này, đi từ thôi nha, đứng đó nè, đứng đó không được, cầm cưa cây bỏ nha mọi người, một, bốn, lên. Đây là cái sung. Cái chậu nào không tốt giờ làm mọi người lấy chậu. Rồi bỏ đất rồi nha mọi người. Rồi mình nhỏ xong rồi mọi người. Cái con gì kìa. Sâu kìa. Đây nghe đâu. Đậu nha đừng bỏ nha, cái chung có cái nó có trồng nữa. Sao y như vậy mà cái đầu nó bự lắm, chưa vô không nổi luôn. Tao gì nữa. Cái này mình xin anh ba cái bỏ lên đó đi, không quay xả nhỏ bỏ luôn à.
là mình dựng dán lại cho mọi người dép vòng. Còn đây là cái lò, vỏ lò cũ á. Đây là một rổ này, cái đầu râm nha mọi người nè, đầu râm này mình đang gieo một cây muống. Bữa thì mình có quay clip rồi á, đây là đang nảy mầm lên nè. Xúc cát nữa mọi người, tại đất xúc phim bỏ vô khung clip đó lần thiếu đó, có mình vợ mình đi ra ngoài thấy đất này cứng quá chắc đào không được, như lát được rồi. Hớp gì nữa? Hớp gì à? Này phân quay là nó trồng rất là tốt mọi người nha. Nhà thì hết đất rồi. Còn có phần giáp tranh này thì có miếng mình sẽ tận dụng nhiều mà làm nhiều nha mọi người. Còn đây là mẹ mình đi xin phân về mình đổ dưới á. Okay.